cô đợi đến khi nào mới sanh cho tôi một đứa cháu nội để tôi ẵm bồng đây? Thằng Hải nó cưới cô về đây á cũng đã 2 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Hay là không dám sanh vì sợ xấu, sợ cực. Dạ má ơi, má thương con, má đừng hiểu lầm con má. Con không có sợ cực, sợ xấu gì hết á. Con với anh Hải cũng không có kế hoạch gì. Mà con không biết sao 2 năm rồi mà vẫn không có. Nếu như thằng Hải nó chịu nghe lời tôi cưới con Mai thì bây giờ tôi có cháu để ẵm bồng rồi. Đó, con Mai người ta cưới có 1 năm thôi mà bây giờ sanh được một đứa con trai ngon lành rồi đó. Má ơi, con biết là con còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng mà ngày nào con cũng cố gắng để làm dâu Thảo của má, cố gắng làm vợ hiền của anh Hải. Má, má thương con đi má. Má ơi, ở với nhau không có con thì ở đây làm cái gì? Má, sao má nỡ đối xử với vợ con vậy? Má thấy đó, từ ngày Lam về đây làm dâu cho má, Lam luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, má vẫn không chấp nhận được sao má? Ngay từ đầu má đã không chấp nhận nó rồi. Má cứ tưởng là nó có bầu cho nên má mới để cho hai đứa cưới nhau. Ai dè đâu là bị nó lường gạt. Má ơi là má, con đã nói với má chuyện này bao nhiêu lần rồi, là chúng con gạt má. Tại vì má không cho con cưới Lam làm vợ, bắt buộc con phải nói như vậy thôi. Lam hoàn toàn không có biết chuyện này. Sao mà má cứ đổ tội cho Lam hoài vậy má? Lúc nào con cũng binh vực nó hết trơn á. Phải chi nó sanh cho má được một đứa cháu nội thì còn cứu vãn được. Đằng này nó lại... Trời ơi, ở trong cái nhà này ngày nào cũng có chuyện lục đục hết. Chắc tụi con dọn ra ngoài ở cho yên. Cái gì? Bây giờ mày nghe lời nó, mày muốn bỏ bà già này chứ gì? Thôi được rồi, mày đi đi. Đủ lông đủ cánh rồi thì đi hết đi. Mai mốt á, bà già này có sống chết cũng không cần tụi bay đâu. Má. Má. Má, con xin lỗi má.